cảm ơn mọi người đã ủng hộ chương trình cùng em. Cây nón cây mù chụp ảnh giao lưu tí ha. Rồi ôi hôm nay là mặc quần đùi nữa chứ đây. Cái anh quân đuôi rồi người hâm mộ rồi này lại đang còn được tặng quả dưa đấy à, nhưng mà ấm lòng dạ. Nhỏ nhưng mà ngọt ngào với tình cảm thôi chị em ở vào trong ôi rồi ôi tuyệt vời quá, cảm ơn cả nhà nha, bye bye nhá. Ok. Anh hôm trước đặt mua giường này. Dạ. Ờ, đâu rồi? Để xem xe này xem anh có chở được không? À, chết lắm chứ con này vẫn được anh nhá. Ờ, đâu rồi đưa anh xem nó. Đưa anh dẫn anh đi xem cái. Ờ. À, quý vị thân mến, hôm nay Khánh đang có mặt ở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và đang đến với cửa hàng nội thất Tú Huệ, một cái cửa hàng rất là lớn, để thay mặt cho các nhà hảo tâm mua một số đồ dùng cần thiết để tặng cho một cái hoàn cảnh rất là đáng thương mà chúng ta đã dành những cái tình cảm đặc biệt để xây cái căn nhà tình thương đấy. Đó là gia đình của em Lầu Y Sò và Mùa Bá Vừ đấy quý vị. Thì sau khi mà những cái chi phí mà Khánh tính toán ấy, để xây nhà cho em Vừ thì bây giờ đang còn một ít tiền nữa, thì các nhà hảo tâm có đề nghị với Khánh là mua một số đồ dùng cần thiết như là chăn ga, gối nệm, giường, tủ. Đấy, thì bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng Khánh ta đi sắm đồ cho gia đình này quý vị nhá. Đâu rồi chị ơi, dẫn em đi ra xem. Đâu rồi? À. Tiếp hả? Ờ, những cái thanh để lắp ở chỗ nào? Thanh ở đây, mình chỉ xỏ vô thôi. Hả? Mình gửi đoàn lên đây, kịp đoàn lên đây. À, có cái này đây là giường tầng rồi, rồi ok nhẹ yeah. Hả, những cái này là làm bằng chất liệu gì đấy? Sắt, bằng sắt, sắt tịnh điền. Tịnh điền à? Để chở được chiếc giường, nhấn chở được cái chi nữa hả? Nhấn chở được chăn ga, gối nệm nữa hả? Cũng được, chăn ga, gối nệm được. Giường này, chiếu hả, chiếu với gối, chiếu với gối thì được. À, chiếu với gối thì được, chiếu với gối cái chăn mỏng mùa hè thì được, chiếu ga thì chưa cần. Giường thì ở trong buồn phải nhà mình có bán không? Giường bán
Chớ một cái mét thái á. Hai cái chứ? Hai cái mét thái. Bốn cái. Có gì buộc lại cho anh cho kín em. Vào kho bốc hàng lên ngon lành rồi. Dạ. Được thì đến đây để thanh toán thôi. Dạ. Đúng không? À, quý vị thân mến, như vậy là chúng ta hôm nay mua hai cái giường tầng cùng với một cái giường giường đơn là một cái giường mét 6. Thì các nhà hảo tâm cũng nói với Khánh rằng là nhà thì đông con, chỗ ăn chỗ ngủ là rất là quan trọng, cho nên là nhờ Khánh là thay mặt quý vị mua giường chiếu cho gia đình, mua hai cái giường tầng để nó tiết kiệm diện tích mà lại vẫn đủ cái không gian rộng rãi để cho các cháu nằm. Thì mỗi một giường tầng là diện tích là một mét là kích thước là 1m2 hai cái. Thì ở đây là cái đơn giá là giường tầng là 2.450.000 đồng một cái. Còn giường đơn ấy, là 1m6, tất cả đều là giường sắt đấy, thì giá là 1.750.000 đồng chị Hà. Thì xem rằng là em chúng em mua làm từ thiện cả, xem cửa hàng bán giá cho cho vui vẻ thế hả, thì đẹp hả? Tức là riêng này cái nghĩa anh đang nghĩ là vì là anh ủng hộ nhà em nhiều rồi, mà mục đích của mình là đi từ thiện, thì đợt trước là nhà em cũng biết rồi. Dạ. Thế nên là nói là để mua giường để đi từ thiện, nên là bọn em cũng tính giá cực hợp lý rồi. Thì cái giá hợp lý là, dạ, thật sự là những giá này thì bọn em cũng tính giá cực hợp lý rồi. Hợp lý rồi. Dạ. Cũng giảm hơn được nữa hả? Dạ. À rồi. Dạ. Ok thì thế. Anh cũng đi từ thiện nên bọn em cũng đã cân nhắc là tính giá là cực hợp lý rồi. Dạ dạ. Vậy thì thế thì bây giờ em có một cái ý kiến này một tí nhá. Vì là đang nghĩ rằng không biết là bỏ hai cái giường mét 2 giường tầng ấy vào trong một phòng thì không biết là sờ có chật hay không. Cho nên tạm thời thì bây giờ em vẫn lấy, nhưng mà nếu mà lên đó mà sắp xếp mà nó bị chật đấy thì em đưa về đây nhờ cửa hàng đổi lại cho em một cái nhá. Dạ, thì nếu mà nở quá thì không được nhá. Ừ, rồi ok rồi, cái có gì thì em sẽ nhờ đội sau nhé. Yeah. Còn bây giờ thì Khánh sẽ thanh toán với giá là 6.650.000 nhé. Thì cho em cái tài khoản ngân hàng em chuyển khoản nhé. Dạ, của Vietcombank ạ. Vietcombank nhé. Thiều 650 hả? Nguyễn Thị Minh Huệ. Đúng chưa? Dạ. 6.550.000. Đây là 6.650.000 ạ. Đúng chưa? Dạ đúng rồi ạ. Đủ tiền chưa? Dạ đúng rồi ạ. Ok, như vậy là Khánh đã thanh toán đủ cái tiền giường là 6.650.000 đồng quý vị ạ, tại cửa hàng nội thất Thất Tú Huệ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Khánh. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục ta đi mua một số thứ nữa, gồm có là chiếu này, rồi gối này, rồi chăn cho các cháu. Và sau đó thì chúng ta sẽ hành trình lên Kỳ Sơn quý vị nhé. Để mua chiếu, mua chăn thì Khánh có liên hệ với một anh bạn rất là thân, một người mà có cái sự kết nối rất là nhiệt tình trong việc làm thiện nguyện. Đó là anh Sơn Béo. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng Khánh đến gặp anh Sơn Béo và đi mua chiếu nhé. Ok. Bye bye. Dạ, chào chị nhé. Dạ dạ dạ. Chào Huynh, lâu ngày quá bắt tay đại ca cái hả? Bắt tay cái. Mấy năm mới gặp. Mấy năm rồi mới gặp á? Như là mua chăn thì kiểu gì? Chăn à? Quý vị thân mến, hôm nay mời quý vị chúng ta trò chuyện với anh Sơn Long tí. Một người mà rất nhiệt huyết trong việc làm thiện nguyện ấy, ở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đấy, hôm nay nhờ anh Sơn là giới thiệu, không, mua chiếu. Bây giờ em cần mua là 2 cái chiếu, 4 cái chiếu mét 2.
cho mùa hè cho mát đấy. Bốn cái chiếu mét hai, có lẽ cái chiếu loài đẹp đẹp này hả? Đúng không? Bốn cái chiếu mét hai, bởi vì cộng với là một cái chiếu mét sáu, với là gối và chăn cho đủ. Chăn hè là chăn đống. Hả? Chăn hè thôi. Chăn hè thôi. Ừ. Chị lấy giấy ra ghi cho khỏi cũng quên gì á. Lấy giấy. Anh hay mua đấy. Anh hay mua đấy ha. Dạ. Chăn nhè mùa hè thôi chị. Chăn hè đấy anh. Dạ dạ. Ủa chăn đi hả? Dạ. Có loài khác không? Có. Có loài dễ thương đâu, nó nhìn đẹp đẹp hơn đúng không? À. Chất này thì hẳn còn không thích bằng cái chất của nỉ. Nỉ nó nhìn nó bí. Dạ. Nó không thoáng. Thế em lấy chân hè đi. Lấy đúng chân hè đi chứ còn chân nỉ này nó. Cái này em đắp rồi em biết nó bí. Rồi, chân hè 4 cái. Hay đắp cho ô tô đây. Ừ. À, đi trên ô tô đúng không? Chân hè 5 cái. Chiều mét 6. Còn vỏ luôn đó. Hả? Vỏ gì anh? Vỏ luôn đó. Vỏ gì anh? Nào, chị ghi này. Rồi, chiều mét 6 1 cái. Chiều mét 6 1 cái. Chiều mét 2 4 cái. Chiều mét 2 4 cái. Rồi. Tức là 4 giường đấy. 4 giường. Thế bao gối? Gối à? Dạ. Gối thì 8 gối. Có trẻ con không? Có. Có trẻ con thì ốm lắm. 8 gối. 8 gối. Gối kèm kẻ ruột kèm. Kèm ruột kèm vỏ đầy đủ đấy. Còn chăn là 6 cái. Hả? Ở cái loài này loài cột tông này này nó mới dễ thương cho nị này không mua đâu. Dạ, nị này bị. Đúng rồi. Nhưng mà anh ga không cần là biết chỉ còn chiếu. Đúng rồi, chiếu thôi. Ga về mùa đông mới chăn ga gối nệm. Bây giờ về mùa hè. Rồi cho lấy cho nó hai cái ôm. Đó. Nó cũng có học lớp 1 lớp 2 kìa. Rồi lớp 1 lớp 2 thì lấy con sọc chân cái đèn. Dạ. Chăn đi dùng tốt rồi anh ạ. Ẩm lắm, chị để đâu mà nó ẩm đấy. Chăn thành ra thì không phải ẩm. Nắng, để ngoài đi lắm nắng. Không phải. Để ngoài đi lắm nắng này. Chăn đi không bao giờ ẩm. Ẩm anh cái đưa về đây. Nắng mồ hôi này. Chăn hề hẳn ra đi đây. Có 100 một cái thôi. Giá bán chị nhiều lắm nhanh. Ừ. Mua cơn thầy tới không phải không? Ừ, ok. Chăn đi cơm hơn mát rồi thì chúng phải ẩm. 4 cái. 4 cái. Lấy 5 cái, anh lấy mấy cái lấy. 5 cái. Một trăm một cái bán sỉ không về. Rồi chiếu này ok, chiếu này mét sáu đúng không? Bốn cái mét hai đây rồi chứ. Rồi. Bốn cái giống nhau đây rồi đúng không? Dạ. Ok. À, chú đi là chú chi mà đi. Chú đi là em của anh Long. Không. Dạ. Dạ. Toàn có trên mạng à, có chú đi. Chuyên gia đi từ thiện. Hai khánh. Ngon lành là đúng chứ? Dưới khánh chứ. Nè, rồi. Ngon lành đấy chứ. Hàng chất lượng đúng không? Yên tâm đúng không? Bác cái sở chứ rồi. Không em phải mua cho em, mua cho người khác chứ em phải cân nhắc tí. Đấy. Chị gái đây rất là nhiệt tình và rất là tuyệt vời, quý vị ạ, bảo là đồ từ thiện là không bao giờ bán sai. Anh nhìn này cái chiếu này. Đó. Đẹp như hoa khôi luôn. Đẹp mê ly luôn á. Đẹp như người bán hàng á. Đẹp như chị gái có nụ cười duyên dáng xinh tươi này luôn. Em với anh đang gặp nhau nhiều. Dạ 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 dạ. Bác hay coi chương trình của con ha. Hả? Nhìn mặt là biết liền luôn ha. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Đi luôn. Để đi luôn. Có bị rơi chưa? Này dọc đường lên khi sơn có ví dụ như cái hò chứ nó bấm máy nhá. Dạ dạ dạ, ok. Đây, con đứa bảo là bị Covid mà. Covid thì con lành rồi. Dạ. Cho nó kín vô phía trong luôn này. Ừ. Sao nó chắc có lẽ ta kín vô đấy thôi. À, tôi lại phân chán. Ai giả được quần rồi đi ơi. Mày chi đó hay đỏ lên. Để chơi, quý vị chơi thấy rồi sắp xanh điếu không? Ném cái là vào nằm ngang luôn. Đấy.
đây mấy cái đây? Đây hái hái. Đây hái ra bòn nắm về cho nó. Nắm lên đi cho bỏ. Dạ. Được không, bỏ cái bao bỏng đấy. 7 gối to, 1 gối nhỏ nhỏ, gối nhỏ nhỏ chị, bởi vì gối trẻ con à? Đúng rồi, 1 gối trẻ con. Dạ, dạ được, 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 được. Lấy cái ruột cho bằng từ đó. À. Dạ, dạ. Đây là cửa hàng chi hề? Cửa hàng Thủy Phú. Cửa hàng Thủy Phú à? Hôm nay được anh Sơn Long, một anh bạn của Khánh quý vị ạ, nhiệt tình trong hoạt động thiện nguyện lắm. Hôm nay dẫn Khánh đến cửa hàng Thủy Phú, ngay đằng sau Chợ Vinh ấy, đằng sau tòa nhà của Chợ Vinh ấy, để đến mua những cái chăn ga chiếu với cái giá cực kỳ là tuyệt vời. Quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu sau đây đến đây ủng hộ cho chị Thủy nhé. Nhưng mà cái chăn đi là đủ chưa? 5 chăn đủ, đủ đủ 5 chăn chưa? Rồi rồi rồi. Đóng bao khác ấy. Gối này là gối trẻ này, bỏ riêng này. Gối trẻ. Đóng bao khác cho, bỏ vào một bao chung một ít để chăn ra chăn. Đúng không? Bên này vỏ gối đủ chưa chị? Đây vỏ gối đi vỏ này. Bảy vỏ đấy, 8 vỏ, bớt đi vỏ. Bớt đi vỏ đúng không? Bớt đi một vỏ. Đúng rồi. Bảy vỏ thôi vì trẻ con ta. Đúng rồi, rồi rồi, ok. Đây là chăn đủ đấy chứ. Chăn đủ đây, kêu lên. Đây này. Đây vỏ này. Bên đó là chăn cùng với cái gì hả? Chắc chắn thôi. Cái gối này. Rồi ruột gối. Ruột gối đấy. Ruột gối cùng kích cỡ chứ hay là to hơn này? Kích cỡ. Đây vào đây. Cùng kích cỡ. Thêm một ruột lẻ đi nữa. Ruột lẻ đi em không tính tiền lắm nhá. À. Rồi một ruột nhỏ và một cái gối một ruột to với một cái gối nhỏ trẻ là không tính tiền. À. Là bên này là mấy cái gối to rồi? 7 cái. 7 cái, xong mà lấy thêm một cái này làm gì? Đấy là có 6 cái vì cặp quần là cặp 1, là 6 cái. À, dạ dạ dạ. Hai ôm nữa anh ơi. Hai ôm cho bọn nó ôm hết. Màu sạch sạch á, mấy cái bẩn ở lấy màu sạch. Màu đi là sạch cái nữa. Hai ôm hai màu đó. Hai ôm hai màu nha. Hay là thôi khỏi mua với ôm lên, chú Khánh cứ nằm đó cho các cháu ôm cho vui nha. Chú Khánh nằm các cháu ôm được chứ. Sờ lên các cháu không ôm, lỡ lại mè các cháu ôm thì chết. Ôi giời. Căng. Rồi, đẹp mê ly rồi. Ngon lành rồi. Cái này là của ai? Rồi. Bây giờ là tổng thiệt hại đúng không? Anh đến vừa quá là em không đi, hai ngày đi em nghỉ. Dạ. Yeah. À, hai gối ôm rồi thôi. Dạ dạ dạ. Dạ. Vân Hàng gửi cái giờ tươi ha. Anh đi toàn tiêu em. Cửa hàng là cửa hàng Thủy Phú quý vị ạ. Thủy Phú ấy mà bây giờ mình cất chữ H với chữ 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 U đi là thành Tỷ Phú đấy. Đúng rồi đó. Ừ, cửa hàng Thủy Phú. Ấy. Ôm là 80.000. Dạ. Hôm nay đến đây chị Thủy bảo là mua làm từ thiện là chị bán với giá bán xị hết luôn. Đúng rồi, nhờ anh Sơn xem có cái đoàn dây nào. Dây này. Quần dây nữa chứ, dây quần đây. Cái ruột là 6 ruột thôi. Còn vỏ là 7 vỏ. Vâng. Là thành rất là vỏ thì 7 mà ruột thì chỉ có 6. Bởi vì một cái ruột không tính tiền. À, một ruột chỉ cho. Còn 6 cái ruột kia là tính tiền. Vâng vâng. Lấy 7 cái vỏ là tính tiền. Dạ. 7 vỏ kia là 40.000 một vỏ. Còn dạ. 7 là 280. Chị cứ ghi vào đó thôi. Rồi em ghi đây. Dạ dạ. Là 7 vỏ với lấy 7 6 là 13. Nhân 4. 520 là không phải 560. Ừ. Chiều là 170 nhé, chiều mét tư là 170, con chiều mét 6 là 180. Chiều mét 2? Mét 2. Đường mét 2 hay là mét tư đấy? Mét 2. Ồ, không phải lên đó là lấy nhầm huyền nhầm thì chết. Chị gái xinh đẹp làm chủ ổn luôn á. Chị cũng bán hàng gần đây à? Chị cũng bán hàng đây. Ôi dồi ôi. Chị bán hàng, chị bán vàng hả? Không, chị bán măng đây.
2 triệu 55 nghìn mấy? 2055 bé con gái mà, bé con gái mà tiền tỷ cũng không, tiền tỷ bố mẹ cũng ông ba không chịu bán thì yên tâm anh á. Thấy người ta là đi đến các cái anh, cả cái con là anh có quay anh nào em, anh có quay anh nào em mặc cái đó, cái bố mẹ. Đến đó, đến sau đó, đến sau đi ta đi về chúc cả nhà. Không lê. Hoàn cảnh mà. Kêu ăn cảnh mà bốn đứa con mà thằng nữa đi nước ngoài về nó sau rồi quê mà. Con nhớ được đấy. Đông Lê ở đâu đấy? Ở trong phòng bếp á, Đông Lê phòng bếp á. Dạ. Đây mà đi ta thiền bữa sau ta đi thiền ta. Dạ. Bữa sau hồi chờ Vinh ta tổ chức đi một chuyến cho nó rực rỡ hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi ha. À. Chi là bán vàng xong rồi đeo những cục vàng to thế. 2 triệu 055 vàng giả đó. Vàng giả. 2 triệu 05 ấy. Rồi. Ok. Đây đấy. Tổng thiệt hại là 2 triệu 055 1 triệu này. 2 triệu này. 055 đúng không? 50.000 được. 50.000 thì đấy. Đấy chi thối đấy. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chương trình cùng em. Chụp ảnh giao lưu đi ha. Rồi. Ôi, hôm nay là mặc quần đùi nữa chứ nè. Anh quân đuôi rồi đây hiện cho hiện được đó. Người hâm mộ Vinh là dạ. Ok này, lại đang còn được tặng quả dưa đấy à, nhưng mà ấm lòng dạ nhỏ nhưng mà ngọt ngào với tình cảm thôi. Chị em ở bao ôi rồi ôi tuyệt vời quá, cảm ơn cả nhà nhé, bye bye nhá. Ok à, bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ đồng hành cùng với Khánh lên Kỳ Sơn. Lên gia đình của 6 đứa trẻ người đồng bào Hờ Mông nghèo khó đáng thương đấy à, và chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận cái cảm xúc của các cháu như thế nào, của gia đình như thế nào khi được nhận những cái món quà, những cái sự chia sẻ của nhà hảo tâm rất là đặc biệt. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nhé. Ok.